Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta lại cùng nhau tiếp tục lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Nhiều năm về sau của anh và em của tác giả Lê Tuyết. Hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 10 của bộ truyện này. Chắc hẳn sau khi lắng nghe xong tập 9, quý vị cũng giống như Tâm An. Chúng ta đang rất đau lòng vì Viễn đã biết được sự thật. Nam chính là cô gái, là nhân tình của Tùng, đã chen ngang vào cuộc sống của em gái mình. Liệu rằng tập truyện ngày hôm nay Nam và Tùng sẽ xử lý Viễn như thế nào? Hoặc là Viễn có động thái nào để có thể cứu vớt tình hình và cứu vớt trái tim của chính mình? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 10 của bộ truyện Nhiều năm về sau của anh và em, tác giả Lê Tuyết qua phần diễn đọc của Tâm An. Đi mãi, đi mãi, chẳng biết đã qua bao lâu. Khi ngẩng đầu lên, tôi bất ngờ đã tới một nơi mà mình hoàn toàn không ngờ tới. Tôi đứng nguyên tại chỗ một lúc, rồi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, như có thứ gì đó vừa rơi ầm ầm xuống khỏi đôi mắt của tôi không còn một gợn sóng nào tôi chậm chậm bước tới đi lên cầu thang nhẹ nhàng gõ cửa rất nhanh từ bên trong đã có người bước ra người đàn ông khoác áo khoác choàng tắm trên người trong căn phòng yên ắng gần như có thể nói là không có hơi thở của con người anh lặng lẽ đưa đôi, đôi mắt nhìn tôi không nói không hành động mà tôi của bấy giờ Giống như một người điên Một người không còn chút lý trí nào Tôi mặc kệ cái gì mà lợi dụng Mặc kệ cái gì mà gọi là tình yêu Tôi chỉ biết Cái thời khắc này trái tim của tôi thật sự nhói đau Đau đến nghẹn ứ cổ họng Một giây trôi đi Tôi cũng vứt túi sách trong tay xuống đất Đẩy anh tới bên tường Bàn tay thuần thục cởi dây áo của anh Hơi thở của Trần Minh Viễn Từ bình tĩnh trở nên nặng nề loáng thoáng còn thấy từ cổ họng của anh bật ra những tiếng gầm khẽ khàng một lát sau anh nhẹ nhàng kéo tôi về phía của mình một tay giữ chặt eo của tôi động tác vừa nhanh vừa mãnh liệt ban đầu tôi cố gắng cắn chặt răng không muốn phát ra âm thanh nào tôi cuối cùng bị ảnh ép không thể nhịn được từng tiếng ngâm nga đành bật ra ánh mắt người đàn ông đó trở nên tối hơn anh nhẹ nhàng nâng người tôi lên cứ thế vừa cử động vừa đi về phía phòng ngủ và tôi trong lúc ấy lại một lần nữa được anh đẩy lên đỉnh điểm của thăng hoa kích tình qua đi tôi nằm nghiêng trên giường nhìn anh không nói một câu gì mà anh cũng nhìn tôi chăm chú khuôn mặt tuấn tú gợi cảm không chút cảm xúc qua thật lâu cuối cùng tôi cũng nói mỗi lần làm anh đều không dùng bao nhưng đều nhắc nhở tôi uống thuốc Tôi hiểu, anh thà chấp nhận bản thân của mình không được sướng tới cực điểm, chứ không muốn chấp nhận một chút mạo hiểm hay trách nhiệm nào. Trong từ điển của anh, vĩnh viễn không thể xuất hiện cái cụm từ ngoài ý muốn. Anh nghe xong nhưng không trả lời tôi. Mắt lại nhìn tôi, không nói không rằng một lần nữa lại đi vào. Tôi thở dốc, hai tay níu chặt lấy cổ của anh. Tôi vẫn sẽ như vậy, vẫn như ngày đầu anh dạy tôi sẽ làm quân cờ trên bàn cờ của anh. Sáng sớm thứ hai, các phóng viên và các vị quan khách mời đã đứng đầy trong phòng hội nghị ở văn phòng chính phủ. Đúng 9 giờ, buổi lễ chính thức bắt đầu. Ngài Thủ tướng bước lên sân khấu, tuyên bố tin Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bị cách chức để điều tra về những tham nhũng trong thời gian đương nhiệm. Sau đó chính thức tuyên bố việc nhậm chức của Trần Minh Viễn, người Bộ trưởng trẻ nhất từ trước tới giờ một người có năng lực và quyết đoán không phải ai cũng có được cả hội trường vỗ tay rào rào tôi đứng ở góc cuối trong phòng nhìn anh từ từ đi lên hôm nay anh mặc bộ vét màu xám thắt cả vạt từng cử chỉ từng động tác đều khiến người ta mê người thậm chí tôi còn thấy rõ sự sùng bái và si mê trên nét mặt của rất nhiều phóng viên nữa thật ra điều này cũng chẳng phải là điều gì lạ lẫm bởi vì tôi biết trên thế giới này có rất nhiều người thích anh, hâm mộ anh. Anh là một vị thần vững vàng trong mắt không ít người. Trần Minh Viễn đi tới bên cạnh ngài thủ tướng, mỉm cười bắt tay với ông ấy, sau đó đứng lên bục phát biểu. Biểu cảm thần thái động tác của anh đều giống như một vị vua vĩ đại. Không lẫn đi đâu được, cũng không bị ai đè ép xuống được. Cho dù người ấy có chức vụ cao hơn anh nhiều, chỉ cần anh đứng ở đó, đối phương sẽ cảm thấy anh có thể dễ dàng thao túng mọi tài nguyên, giải quyết mọi khó khăn. Dù nhiều sóng gió bão bùng hơn nữa, anh cũng không nhíu mày lấy một lần. Khi kết thúc, anh cúi đầu kết luận bằng lời hứa của mình. Cả hội trường tiếp tục nổ một tràng phó tay ròn rã. Dưới ánh đèn flash chớp nhoáng, thủ tướng cùng với chủ tịch chụp ảnh chung cùng anh. Các ký giả đều lần lượt ùa lên phỏng vấn, đặt câu hỏi cho anh đám đông trước mặt đều dồn về phía của anh dần dần tôi không còn nhìn thấy mặt của anh nữa chẳng biết đã đứng bao lâu cuối cùng tôi quay người mở cửa phòng hội nghị rời đi mắt nhìn những ánh nắng trên cao hắt xuống khóe miệng của tôi kéo một nụ cười nhàn nhạt ngày hôm nay anh cuối cùng cũng giành được chiến thắng của mình chỉ là đây không phải là chiến thắng cuối cùng mà anh hướng tới không có việc gì để làm. nguyên cả buổi chiều hôm ấy tôi lang thang đi hết một vòng phố cổ, rồi lại đi đến nhà thờ pháp cổ kính dạo một vòng. rồi buổi tối lại đi hết vòng hồ Nguyệt đến khi chân dã rời. bản thân mới chán nản ngồi xuống một chiếc ghế đá ở trong góc tối, cách hằn với tất cả mọi người. đầu óc của tôi rỗng tuếch. lúc sau chẳng biết Trần Minh Viễn ở đâu xuất hiện, anh ngồi xuống bên cạnh tôi, cất giọng hỏi tôi. Đã thấy thoải mái chưa? Muốn đi nữa không? Tại sao anh ở đây? Không phải buổi tối hôm nay có rất nhiều cuộc họp và bữa tiệc chờ anh sao? Những gì cần làm tôi làm hết rồi. Tôi gọi điện cho em, nhưng em không nghe máy. Còn tưởng là em bỏ trốn đi nơi khác rồi. Bỏ trốn ư? Anh thử nói xem, tôi nên đi đâu đây? Tôi đã nói rồi, tôi vẫn là một quân cờ của anh. Anh chỉ cần không gạt tôi xuống là được ví dụ như đi tìm một người khác kỹ thuật tốt hơn tôi trần minh viễn trước giờ miệng lưỡi đều sắc bén như vậy anh chẳng bao giờ để cho tôi thắng dù chỉ một lần thậm chí nhường tôi cũng là một điều gì đó rất hiếm hoi tôi đang muốn biết suy nghĩ của em tôi đang nghĩ liệu anh có cần một thư ký như tôi nữa hay không yên tâm tôi đi đâu nhất định tôi sẽ thách theo em đi cùng ừ tôi biết rồi Bóng dáng của Trần Minh Viễn đổ dài xuống nền gạch, hơi thở của anh thoang thoảng mùi thuốc lá. Lúc anh đứng dậy, cũng là lúc tôi đi lên, thành ra cả khuôn mặt của tôi đều úp vào lồng ngực rộng lớn của anh. Cái cảm giác lúc ấy không rõ ràng lắm, chỉ biết khuôn mặt của tôi bất chợt nóng bừng, nhưng người bị hơi nóng phả vào và còn mang theo một chút gượng gạo. Mùi hương chanh của anh thoang thoảng ở cánh mũi. Tôi không nói gì, người đàn ông đó cũng không hé lời, cứ vậy tự nhiên chúng tôi lại đầy bầu không khí, lên đến mức ngột ngạt và gượng gạo. Tôi mím môi nhìn anh, khoảng cách hai khuôn mặt gần đến mức tôi có thể nhìn được khuôn mặt đẹp trai nam tính, không có một chút khuyết điểm nào của anh. Trái tim của tôi lại đập rộn ràng. Cảm xúc lẫn lộn, đầu óc của tôi lần nữa lại chạy dài những suy nghĩ không đâu. Qua mấy phút mới lấy được bình tĩnh, tôi thoát khỏi vòng tay của anh. Tôi... Anh đi về sớm đi, Hôm nay như vậy chắc anh mệt rồi." Trần Minh Viễn gật đầu, anh ừ nhẹ một tiếng, xoay người bước đi, vừa đi vừa nói với tôi. "Hôm nay tôi đưa em về." Sau khi Trần Minh Viễn nhậm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, những ngày tháng khủng bố thật sự chính thức bắt đầu. Anh không đảm nhận vị trí giám đốc đài truyền hình nữa, tôi cũng được theo anh chuyển đến làm việc ở văn phòng chính phủ. Thật sự là một bước giống như bước lên trời. Lúc tôi đi, Linda chỉ mỉm cười dặn dò tôi rất nhiều điều. Còn Trần Vũ Yến thì khỏi nói. Sắc mặt của cô ta tệ đến mức gần như là muốn lao lên đánh tôi, chửi bới tôi. Tuy nhiên vì có người đàn ông kia ngầm ra lệnh nên cô ta chẳng dám làm điều gì quá phẫn. Anh vốn không nói nhiều, bây giờ lại càng trở nên ít nói. Người trong văn phòng chính phủ khi giáp mặt anh đều đi đường vòng để né tránh. Ngay cả ngài thủ tướng cũng từng nói riêng rằng thái độ gần đây của anh phải thay đổi. Nhưng công việc của anh luôn hoàn thành xuất sắc, nên hoàn toàn có thể đường đường. Chính chính, lờ cái câu nhắc nhở của ông ấy. Hoặc có, thì cũng sẽ bị ngài, gật đầu cảm thán. Nhưng sâu bên trong mọi thứ lại vẫn đóng băng như cũ. Cứ thế chớp mắt nửa năm trôi qua, mối quan hệ của chúng tôi vẫn là cấp trên và thư ký. Không thụt lùi, cũng chẳng tiến triển. Trịnh Vân Tùng thi thoảng vẫn làm phiền tôi, Trần Vũ Yến cũng vậy. Nhưng nói đi thì phải nói lại. Nhờ có anh mà đối với tôi, những thứ dâu ria đó không còn là áp lực hay là sợ hãi nữa. Tôi học được sự tàn nhẫn, học được sự tranh đua, học được nụ cười nhếch mép và hơn hết chính là học được thủ đoạn. Tôi có thể vì anh mà để bàn tay của mình trở nên dính máu, có thể hãm hại, khiến người khác ngã ngựa, miễn sao con đường đó thuận lợi cho anh. Chủ nhật tất cả các loại công việc dù là nhỏ nhất cũng được tôi giải quyết sạch sẽ. Trần Minh Viễn cũng quyết định cho tôi nghỉ một ngày. Nói thật, phải thời gian lâu lắm rồi tôi mới có lại được một ngày như thế nên tâm tình thật sự khá thoải mái. Thậm chí tôi còn nghĩ mình sẽ được ngủ nướng một trận. Ai ngờ đâu điện thoại lại đổ lên từng hồi chuông liên tục. Người gọi tới không phải ai khác mà chính là anh. Người đàn ông đó lãnh đạm nói với tôi. Bây giờ em đang ở đâu đấy? Tôi ở nhà. Bộ trưởng viễn này. Anh có gì cần dặn dò tôi sao? Cô tới nhà tôi đi. Không được. Hôm nay là ngày nghỉ. Tôi có rất nhiều việc phải làm. Nếu là việc công, tôi không sang đâu. Nhưng mà việc riêng, thì tôi cũng không đi được. Nghe tôi nói như vậy, Trần Minh Viễn không vội vàng trả lời. Tôi cũng đang định cúp máy. Thì đầu dây bên kia, liền vọng vào ngữ điệu đầy nghiêm khắc của anh. Trần Minh Phong, ăn uống cho tử tế vào. Có biết phép tắc là thế nào không? Ba chữ Trần Minh Phong truyền vào tai của tôi, khiến cho tôi trở nên tỉnh ngủ, cả người ngồi dậy. Từng ngày anh lên làm bộ trưởng, công việc liên tục phải chạy đi nước này tới nước khác, cho nên chúng tôi chẳng có thời gian ở trong nước nhiều. Thành ra tôi cũng còn gặp được cậu nhóc nữa. Thì thoảng giúp anh gọi điện thoại về cho người chăm sóc, thì mới thấy được thằng bé qua màn hình video thời gian trôi đi nó vẫn vậy không nói không cười đi học không kết bạn thật sự gần như là một đứa trẻ tự kỷ nghĩ đến điều đấy trong lòng tôi có một chút khó tả sau một vài giây suy nghĩ cũng mấp máy hỏi lại hôm nay anh đón cậu bé về à ừ vậy vậy được rồi anh đợi tôi tôi sẽ đến ngay ừ bà này em nhớ đi siêu thị mua đồ ăn nhé sau đó đến đây để nấu cơm. Hôm nay thời tiết thật sự rất nóng. Tôi không muốn đi ra ngoài đâu. Ừ, tôi biết rồi. Nói xong với anh những lời đó, tôi cũng nhanh chóng cúp máy. Quay người đi vào nhà tắm để thay quần áo. Sau đó cánh cửa khóa lại. Đi đến siêu thị gần nhất để mua đồ. Rồi mới đến nơi, đụng phải Trần Minh Diễn. Bước vào cửa nhà, điều đầu tiên tôi nhìn thấy chính là người đàn ông kia trong bộ quần áo lụa đang ngồi nhìn màn hình laptop chăm chú. Còn cậu bé thì ngồi chơi miệt mài với mô hình đồ chơi của mình. Cứ tháo ra rồi lại lắp vào, cứ tháo ra rồi lại lắp vào. Liên tục, giống như một lập trình. Tôi xoay tay đóng cửa lại, cởi giày bước vào trong nhà. Không ai thèm đón tiếp tôi. Trần Minh Viễn một cái nâng mắt cũng chẳng thèm bố thí. Anh vẫn tiếp tục gõ bàn phím. Không buồn đứng dậy, cứ ở hững, coi tôi giống như một người giúp việc vậy sáng nay người giúp việc không đến em nấu cơm sau đấy em lau nhà luôn nhé tôi bộ trưởng này tôi có thể gọi người giúp việc theo ngày đến cho anh tôi không quen có người lạ vào trong nhà nếu vậy thì sao thế em không đồng ý à lần này anh mới ngẩng đầu lên nhìn tôi ánh mắt mang theo sự lạnh nhạt cũng mang theo cả sự không hài lòng tôi đưa mắt nhìn anh quả thật vào giờ phút này bản thân có một chút không cưỡng lại được nhưng vì không muốn ai nhìn thấu tâm tư của mình tôi vẫn giữ nguyên cái thái độ tôi từ bao giờ mà trở thành người giúp việc của anh vậy bộ trưởng anh có phải cậy quyền lộng hành quá rồi không em nghĩ tôi như thế á đã rất lâu rồi tôi mới có được một ngày nghỉ vậy mà tôi vẫn bị anh kéo sang đây ở bên tôi cũng là ngày nghỉ mà em chỉ cần ở nhà một mình thì ở nhà làm gì có người đàn ông khác à ai thế tôi không cần phải giải thích với anh về chuyện riêng tư cá nhân của tôi nhưng uh, tôi muốn nghe thì sao trần minh viễn cười như không cười anh đứng dậy đi về phía của tôi mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới cái nhìn giống như muốn lột trần mọi suy tư của tôi lúc này mà tôi đối với một màn ấy thật sự không đủ sức để đối diện nên rất nhanh ánh mắt cũng rời đi bước chân hơi lùi lại Đôi môi khẽ liếm một đường. Hôm nay anh muốn ăn cái gì để tôi làm? Ăn lẩu đi, cũng lâu lắm rồi tôi không ăn lẩu. Chỉ có tôi với anh với cậu nhóc này. Chuyện này có chút không ổn đâu. Hoặc là anh có thể gọi Hoàng Văn Minh đến. Ừm, cũng được. Vậy tôi sẽ gọi cho cậu ta. Em làm đi. Trước giờ chỉ có một mình, từ lúc học cấp 3 đã bắt đầu đi làm thêm cho các quán ăn và quán nước Nên tôi cũng biết khá khá nhiều cách chế biến Vì vậy việc vào bếp cũng không hề quá khó khăn với tôi Chỉ có điều khi mọi người đến đông đủ Tôi mới bắt đầu cảm thấy hối hận Bởi vì không chỉ có một mình Hoàng Văn Minh đến Mà còn có cả vợ chồng Trần Vũ Yến Lúc từ bếp đi ra Nhìn thấy tôi cô ta đã bật dậy Mắt nhìn tôi sắc lạnh như muốn giết người Còn Trịnh Vân Tùng Thì khỏi nói anh ta tuy không để lộ cảm xúc thái quá giống như vợ của mình Nhưng mắt nhìn tôi cũng hiện lên đầy sự ngạc nhiên Cùng với một chút khổ tâm Miệng mấp máy Dường như là gọi tên của tôi vậy Vào cái thời điểm đấy Trần Vui Yến ở bên cạnh nghe vậy Đồng tử dường như rực lửa Khóe mắt liếc về phía chồng của mình Thấy anh đang nhìn chằm chằm tôi Cảm xúc càng bị đẩy lên đến cực điểm Cô ta phẫn hận nhìn tôi Ngón tay chỉ về phía tôi tàn bạo hỏi này cô ở đây làm gì sao cô lại ở đây tôi cảnh cáo cô nhiều đến như vậy rồi mà cô còn dám quyến rũ anh trai của tôi à vũ yến trịnh vân tùng vừa kéo cô ta giọng điệu nặng nề thư ký nam sẽ không làm chuyện như vậy cô ấy không phải là người như thế sao bây giờ anh còn muốn bênh cô ta muốn đứng về phía cô ta à? Anh hành xử kiểu gì vậy hả? Anh vẫn còn yêu cô ta có đúng không? Anh vẫn muốn còn quay lại với cô ta chứ gì? Trịnh Vân Tùng, anh nên nhìn vào thực tế. Cô ta hận anh. Người tôi cô ta bám víu lấy bây giờ là anh trai của tôi chứ không phải là anh. Nghe vậy Trịnh Vân Tùng dường như bị đả kích. Cả người như giật mình, nhìn chằm chằm vào tôi. Trên nét mặt của anh có tia đau đớn. Còn tôi, trong lòng bây giờ chỉ có thể cười lạnh. Thật là nực cười buồn cười cho trần vũ yến mang tiếng là một du học sinh xuất sắc như vậy nhưng lại có thể mờ mắt nói những lời bịa đặt ăn càn nói bậy cũng may là trần minh viễn bây giờ đang ở trên thư phòng nếu không biết cái màn kịch này sẽ tiếp diễn đến đâu nhìn thấy bọn họ tôi mới kéo kéo khóe môi các người nhất định cho là như vậy thì tôi cũng chẳng có lời gì để nói thêm nói xong tôi trực tiếp quay đầu không thèm liếc thêm họ một chút nào nữa nhưng mà trần Vũ yến lại không hề để cho tôi yên ổn như vậy cô ta lôi kéo chồng của mình tay chỉ vào tôi anh nhìn thấy chưa chính cô ta đã thừa nhận rồi đấy cô ta thừa nhận là cô ta quyến rũ anh trai của tôi anh còn chưa sáng mắt già anh dám bênh cô ta trước mặt của tôi anh rút cuộc là anh muốn ngả bài có đúng không Ánh mắt của Trịnh Vân Tùng nhìn chằm chằm tôi không rời. Mà tôi thấy cái trò khôi hài này thật sự rất bật cười. Thế nhưng tôi lại không muốn đôi co với họ. Bởi vì tôi thật không muốn mình tốn thời gian với những chuyện không đâu. Chỉ là khi thấy chồng của mình đối với mấy lời kia không có phản ứng. Trần Vũ Yến lại càng tức giận. Hướng đến tôi, mãnh liệt mà mắng. Ngôi nhà này không hoan nghênh có loại phụ nữ không có đạo đức như cô. Đã không cha không mẹ, Bây giờ đến nhân cách của cô cũng bị thối nát. Cô tưởng mình là thiên gà mà lúc nào cũng vênh cái mặt ra, tỏ ra mình là người tự cao tự đại. Cô cút đi, cút ngay. Vừa nói cô ta vừa giơ cánh tay kéo tôi và muốn đẩy tôi ra ngoài. Ở phía sau, giọng nói của Trịnh Vân Tùng có một chút cao hơn. "Yến à, đủ rồi, em dừng lại đi." Khoảnh khắc lời nói đó vừa dứt cô ta cả người chấn động chợt dừng lại quay đầu lại nhìn chồng mình trong mắt hồng hồng đầy tuyệt vọng anh vừa nói cái gì anh dám hung dữ với tôi chỉ vì người phụ nữ này mẹ nó trịnh vân tùng rốt cuộc là anh muốn bản thân của anh thần bại danh liệt có đúng không lần đầu tiên tôi nhìn thấy trần vô yến ở trước mặt tôi rơi nước mắt mang dáng vẻ tuyệt vọng cãi nhau với chồng nói thật tôi cảm thấy rất mệt mỏi có chút nói không ra lời tôi chán ghét và phiền phức tôi thật sự muốn nói với họ bây giờ tôi không liên quan tôi cũng không còn là tôi của một năm trước nữa tôi yêu bất chấp yêu cuồng si yêu mê loạn một người đàn ông trần minh viễn nói đúng tôi đã từng ngu xuẩn giống như nàng tiên cá vậy nhưng bây giờ tôi sẽ không như thế nữa và không ai có thể khiến cho tôi như thế được nữa không nhìn hai vợ chồng trần vũ yến nữa Tôi xoay người đi vào trong bếp, cởi tạp dề treo lên móc, sau đó sắp xếp hết bát đũa xong xuôi. Tôi xoay người đi ra phòng khách, cầm túi và bước về. Có điều đúng lúc này, Trần Minh Viễn lại từ trên tầng 2 đi xuống. Nhìn thấy tôi chuẩn bị ra đến cửa, anh cất giọng nói trầm trầm. Sao thế? Muốn nhân lúc tôi không ở đây, cô trốn về à? Bộ trưởng, tôi chợt nhận ra tôi còn một việc chưa làm, cho nên bây giờ tôi cần về gấp bữa cơm này e là tôi không thể ở lại được rồi việc gì em còn có việc gì mà tôi không biết sao tôi nói này tô nguyệt nam em nhất định không cho tôi mặt mũi chút nào tôi tôi ngập ngừng mặc dù trong lòng đang hậm hực và không cam lòng nhưng ngoài mặt vẫn không dám thái quá dù sao thì người đàn ông này bây giờ cũng là người không thể nào động vào ở bên anh một khoảng bây giờ Tôi cũng hiểu được âm mưu và thủ đoạn của anh đáng sợ như thế nào Nên cuối cùng bản thân Chẳng còn sự lựa chọn nào khác Chấp nhận ở lại Mà Trần Minh Viễn thấy tôi thỏa hiệp Cũng gật đầu hài lòng và nói tiếp Em lên phòng đi Đưa thằng bé xuống đây Khi anh nhắc đến thằng bé Trần Vũ Yến đang dồn hết sức sự phẫn hận sang tôi Cũng vội vàng xoay đầu lại Cô ta nhíu mày hướng đến anh trai của mình ngẹn giọng chất vấn thằng bé anh hai anh đón nó về đây anh đón nó từ bao giờ tại sao em không biết em biết để làm gì anh trần minh viễn anh rốt cuộc là không biết hay giả vờ không biết mẹ của nó vốn là một người đàn bà không ra gì nên nó cũng thế một cách cũng không phải là quan hệ nhà mình trần vũ yến này đây là nhà của tôi không phải là nhà của cô cho nên cô không có quyền lên tiếng ở đây kể cả cô là em của tôi cô cũng không có quyền vừa dứt lời anh chỉ thẳng tay vào tôi nhìn thấy cánh tay dài thẳng tắp mang theo đầy uy lực mạnh mẽ của anh anh lại tiếp tục nói kể cả cô ấy nữa em cũng không có quyền được nói cô ấy trái tim đột nhiên ngay lập tức rục dịch vì lời nói đó cảm xúc suýt một chút nữa không thể nào khống chế được trần vũ yến bất mãn anh hai em với anh là anh em em là em gái của anh em là người thân của anh vậy mà anh lại bị người ngoài mà nói em như thế anh có thấy mình tuyệt tình lắm không anh đối đầu với tất cả mọi người trong gia đình này sao bọn họ nhất định sẽ không đồng ý để anh làm như vậy họ không đồng ý là việc của họ tôi quyết định là việc của tôi. Còn cần phải hỏi ý kiến của người khác sao? Anh đúng là ấu chị. Tốt nhất đi, anh nên suy nghĩ thật kỹ đi. Không ai vì một người dưng nước lã mà để mất cả cơ ngơi của mình. Cả đời, anh không tìm lại được. Không cần em đứng đây để dạy dỗ tôi. Nếu nói tử tế thì ở lại. Nếu như không tử tế, thì cửa ở ngoài kia. Tôi không tiễn. Từng chữ, từng chữ của Trần Minh Viễn lúc này như gõ lên trái tim của tôi, vốn đã dùng tường đồng vách sắt để bọc lại. Nó khiến cho tôi nghẹn hết cổ họng, mắt nhìn anh chăm chăm. Thật muốn nói nhưng rồi lại không biết nên dùng từ nào để nói. Liệu tôi có thể cho rằng đây là hành động mà anh đang bênh vực tôi không? Cứ thế bữa cơm cho ngày cuối tuần đầy mong chờ nhất của tôi phải trôi đi trong bầu không khí ngột ngạt và bí bách đến mức không chịu được. Đến khi tất cả mọi người ra về, tôi phải ở lại dọn dẹp trong lúc tôi đang rửa bát, đột nhiên Trần Minh Viễn đi đến bên cạnh của tôi, mắt nhìn tôi, âm thanh vang lên chẳng hề mang theo cảm xúc. Vẫn còn muốn nhớ muốn thương cái cuộc tình vô nghĩa trước đó. Cô muốn nghĩ đến nó bao lâu nữa đây? Nghe tiếng, tôi chậm rãi lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn phía ngoài. Lúc này mới phát hiện, bầu trời ngả về chiều, ánh tịch dương đổ xuống một màu cam đỏ hát vào tấm rèm khung cảnh nhìn như thơ mộng lắm lại nhìn thêm một chút nữa đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của trần minh viễn thản nhiên mà nói tôi không còn nghĩ tới nữa em xác định là bản thân thật sự là không nghĩ tới tôi cầm như hến vừa nãy tôi căn bản chỉ chìm trong thế giới của riêng mình mạch suy nghĩ xâm chiếm đầu óc quả thật là có chút thất thần Tuy nhiên không phải là đang suy nghĩ về Trịnh Vân Tùng, mà chính là suy nghĩ về anh, về những lời nói của anh cùng với thân phận của Trần Minh Phong. Trước kia tôi cứ nghĩ rằng thằng bé là con của anh, nhưng hôm nay nghe Trần Vũ Yên nói như vậy, tôi chợt cảm thấy rất lạ. Dường như thằng bé chẳng có một quan hệ nào với anh cả. Không quay đầu cũng không cãi lại, tôi cúi đầu tiếp tục rửa nốt bát trong chậu. Đợi đến khi xong hết mới xoay người đi ra bên ngoài trần minh viễn vẫn không chịu buông tha cho tôi tôi có nên đánh giá cao năng lực quyến rũ người khác của em không nhỉ rõ ràng là một câu nghi vấn nhưng giọng điệu của anh lại cực kỳ khẳng định giống như đó là sự thật không thể chối cãi nghe vậy động tác nắm túi sách cũng chặt hơn không ngẩng đầu chị nhẹ nhàng đáp một tiếng âm thanh nhỏ như mũi bộ trưởng viễn tôi nghĩ mình nên về rồi Trần Minh Phong đã đi ngủ. Bây giờ trong phòng khách chỉ còn tôi và anh. Bầu không khí vốn đã không được tự nhiên. Bây giờ lại càng trở nên ngột ngạt. Xem ra ánh mắt của em nhìn đàn ông. Cũng không ra gì. Tôi sửng sốt. Một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần. ngẩng đầu nhìn Trần Minh Viễn. Anh vẫn nhàn nhã và cao ngạo. Đứng tựa người vào ghế sofa. Tay cầm ly rượu lắc lắc. Bộ dạng đầy lười biếng. Lúc đấy tôi còn tưởng người đàn ông đó sẽ nổi giận. Thì nhưng không, anh đột nhiên mở miệng cười lớn. Xem ra chúng ta thật sự là đồng bệnh tương liên. Tôi lại cảm thấy chúng ta không có gì để so sánh với nhau. Tôi và anh chỉ là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới. Ngoài ra, không còn gì khác. Em có chắc không? Đúng, anh đã từng dạy tôi. Đừng bao giờ giống như một nàng tiên cá vì tình yêu mà phản bội cả tộc đàn bây giờ tôi đang làm tròn nghĩa vụ của mình mỗi ngày không động lòng cũng chẳng yêu thương tốt đây chính là cái mà tôi muốn ở em trần minh viễn nhíu mày một lúc cũng cất giọng nói sau khi xong xuôi lên quay người đi về phòng của mình tôi sững sờ đứng nguyên tại chỗ nhìn chằm chằm về phía bậc thang rõ ràng anh cười nói một cách đầy hờ hững nhưng thế nào bản thân lại có cảm giác được cái thanh âm kia có bao nhiêu bất đắc dĩ tệ hơn đáy lòng của tôi có một chút nói không nên lời tôi cũng không biết do mình hay là do anh cũng có thể là vì chúng tôi trải qua giống nhau cũng khổ sở giống nhau tôi không hiểu hết được quá khứ và chuyện riêng tư của anh trước kia đã xảy ra cái gì nhưng tôi đoán dường như anh cũng đã từng yêu chỉ là dường như tình cảm không được suôn sẻ Tôi dùng cả tuổi thanh xuân của mình để yêu Trịnh Vân Tùng. Coi anh ta là toàn bộ cuộc sống của mình. Điều này anh cũng biết. Vậy còn anh, anh đã yêu người phụ nữ kia như thế nào? Có phải cô ta cũng khiến cho anh giống như tôi, nếm mùi đau đớn. Tôi rời khỏi nhà của Trần Minh Viễn, bên ngoài trời âm u lất phất mấy hạt mưa nhỏ, không khí lành lạnh làm cho đầu óc của tôi trở nên tỉnh táo lặng lẽ thở hắt ra một hơi dài tôi ép bản thân không cho mình nghĩ quá nhiều từ đầu đến cuối đều không có mục đích đi lang thang trên cung đường ngoằn nghèo của thủ đô rộng lớn sau đó lại ngồi trên xe buýt để xe đưa mình đi một vòng mãi đến khi qua nhà thờ pháp cổ kính bản thân mới quyết định bước xuống chỉ là tôi thật không ngờ lúc đang dạo quanh ở đây tôi lại đụng phải trịnh vân tùng ngồi lặng lẽ bên hàng ghế đá anh ta quay đầu một cái, hai tầm mắt lại giao nhau. Nhìn thấy tôi liền cười tùm tìm. Hóa ra em vẫn nhớ nơi này. Anh cứ tưởng em đã quên rồi chứ. Tôi không nói gì, thản nhiên rời mắt đi, nhìn về phía lá rụng trên mặt đất bên cạnh, đã ngả màu vàng. Mùa thu cũng đến rồi, mùa đông cũng sẽ đến nhanh thôi. Lúc ấy cây cối chẳng còn một màu xanh mướt. Nhưng tại sao giữa tôi và Trịnh Vân Tùng luôn có cách nào đó kết thúc hoàn toàn sạch sẽ. Tại sao? Tại sao anh ta cứ đeo bám lấy tôi, dù tôi đã cố gắng tránh né rất nhiều lần? Chửi tôi cũng chửi rất nhiều, làm đủ mọi cách từ nhẹ nhàng đến nặng nề. Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ là bản thân lại càng không thể chịu được. Tôi khẽ nhớ mày, xoay người muốn rời đi. Ở phía đối diện, Trịnh Vân Tùng nhìn dáng vẻ lạnh lùng của tôi. Thần thể cao lớn từ từ đứng thẳng thanh thản bước theo hai tay túy bỏ vào túi quần chậm chạp từng đoạn tầm mắt của anh ta dừng trên người của tôi mang theo nhiều chất vấn cũng thật nhiều chua xót chua xót thật nực cười đúng là một màn kịch vô cùng hoàn hảo tôi đây có phải là nên tán thưởng anh ta ngoài cái việc là một tổng giám đốc một công ty lớn thì anh ta so với diễn viên truyền hình cũng xuất sắc không kém dừng bước lại trước tôi vẫn không quay người mà lại cúi đầu nhìn thân ảnh của cao lớn dưới mặt đất sau đó anh ta đi đến bên cạnh tôi anh ta không mở miệng nói chuyện chỉ là lặng lặng đứng tôi nhận thấy ánh mắt không rời khỏi trên người của tôi đột nhiên không hiểu chấp nhất của người này là gì rõ ràng anh ta lừa dối tôi anh ta đầy đọa tôi vậy mà lúc này lại làm như chính mình oan ức lắm tôi không hiểu vì sao anh luôn không chịu buông tha cho tôi nếu em rất thích nhà ở khu đô thị thì anh có thể mua cho em <laughs> thích hay không ấy không liên quan tới anh không phải sao tôi trầm giọng xoay người nhìn vào mắt của trịnh vân tùng trực tiếp nói ra bề ngoài của sự thật tôi không thích lừa dối người giữa tôi và anh ta dù sao cũng nên có một người vạch trần ra cái vỏ bọc đó càng để lâu càng khiến người khác chán ghét và bực bội có điều đối với một màn này của tôi, người đàn ông kia chỉ nhíu mày, biểu hiện như cũ, không quan tâm, không hơn thua, thản nhiên cong lên khóe miệng. Đối diện ánh mắt của tôi, im lặng vài giây mới cười ha ha và nói. <laughs> anh thật không nghĩ rằng em lại có thể yêu Trần Minh Viễn. Nam Nam mà em cũng biết, đối với anh ta, tình yêu chỉ là một thứ đồ chơi, không đáng để mắt tới. Dù sao đấy cũng là chuyện của tôi. Thái độ này của anh thật khiến cho tôi buồn cười đấy. Em với anh ta, tiến triển tới đâu rồi? Hai người đã ngủ với nhau chưa? Đúng, đúng, đúng. Tôi ngủ với anh ta rồi. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Rồi làm sao? Anh cảm thấy có ý kiến gì với cuộc sống của tôi à? Tôi nhếch nửa miệng cười khinh thường. Trịnh Vân Tùng tiếp tục nói. Anh mất ba năm mới được em tín nhiệm cùng ỉ lại trần minh viễn làm sao có thể chưa dùng tới vài tháng đã làm được nam nam hay là em có khổ tâm gì anh ta uy hiếp em cái gì em cứ nói ra cho anh biết anh sẽ giúp em anh sẽ giúp em lấy lại công bằng anh ta không uy hiếp tôi mà là do tôi tự nguyện em tự nguyện em lên giường nụ cười của trịnh vân tùng trở nên có chút lạnh lùng anh ta thẳng thắp nhìn chằm chằm sắc mặt hồng thuận của tôi đem hai chữ lên giường gằn xuống thật thấp biểu cảm của anh ta lúc này rất rõ tôi có thể hiểu được anh ta đang vô cùng giận dữ nếu là người khác e rằng sẽ nhận lấy một kết cục không đáng có không mấy vui vẻ rồi nhưng với tôi anh ta vẫn khá là kiên nhẫn trò chơi nam nữ rượt đuổi săn mắt không thích hợp với em quay lại với trần minh viễn Em còn chưa đủ kinh nghiệm, tiếp tục chơi. Người bị thương cuối cùng chính là em." Tôi không trả lời, đôi mắt lãnh đạm nhìn anh ta cười, vẫn không nhúc nhích lên tiếng. Còn anh ta thì vẫn nhếch khóe môi, thu lại nụ cười, thật sâu nhìn tôi, giọng nói cũng không nhẹ nhõm như lúc ban đầu nữa. "Em đúng là không nên ở lại nơi này. Anh sẽ đưa em về." Thu dọn quần áo Tôi nên dọn đi đâu đây? Dọn đến nhà của anh và Trần Vũ Yến à? Hay là tiếp tục dọn đến căn nhà khác của anh? Đi làm một đóa hoa đẹp trong căn nhà kính kia. Trịnh Vân Tùng nhíu mày. Giống như không ngờ tôi sẽ nói ra những lời nói lạnh nhạt như vậy. Cũng đúng thôi. Trong ký ức của anh ta, tôi là một cô gái rất ngoan ngoãn biết điều. Dù gai góc, nhưng lúc nào tôi cũng không bao giờ châm trọng và đối xử với anh ta như vậy. Tôi không biết thủ đoạn tàn nhẫn, tôi luôn là một người phụ nữ biết nghe lời. Nhưng bây giờ thì sao? Tôi không còn như vậy nữa. Trịnh Vân Tùng lặng lặng nhìn tôi, thật lâu sau mới sâu kín phun ra một câu. Em đã thay đổi rồi. Nam Nam, trước đây em tuyệt đối sẽ không nói như thế. Tôi thay đổi hay không, liên quan gì tới anh? Mỗi lần gặp tôi, quanh đi quẩn lại anh đều nói mấy cái lời vô nghĩa này anh không cảm thấy mình mất thời gian à nhưng tôi thì cảm thấy nó rất là tốn thời gian không sao cho dù em biến thành bộ dạng gì ở trong lòng của anh vĩnh viễn vẫn là một nha đầu anh sẽ bao dung hết cho em tôi ngẩng đầu nhíu mày khi nhìn thấy trịnh vân tùng thay đổi chủ đề quá nhanh trong quá khứ anh ta không phải là một người nhớ tới chuyện không vui quá lâu bây giờ lại còn nói ra những lời này ý đồ của anh ta là gì đây chẳng lẽ muốn nhắc tôi nhớ tới những kỷ niệm mà chúng tôi sống chung trước kia sao sau đó để cho tôi phải cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh anh làm tình nhân của anh sao tôi cười nhạt trịnh vân tùng vừa muốn mở miệng nói cái gì đó di động của anh ta vang lên anh ta nhìn dãy số trên màn hình nuốt xuống toàn bộ ừ ở công ty có chút việc nên anh phải xử lý Ừ, ừ. Em ngoan, em ngủ tiếp nhá. Lát nữa anh về. Ừ. Anh nhờ người mua vé rồi. Ghế VIP? Ừ, ok em. Thành ngầm của Trịnh Vân Tùng rất nhỏ, nhưng cũng cực kỳ dịu dàng và cẩn thận. Khi anh êm ái gọi ra một tiếng vui yến, tôi chỉ có thể cười một tiếng đầy khinh thường. Sau đó liền xoay người rời đi. Mà Trịnh Vân Tùng, khi thấy tôi kiên quyết muốn đi, liền vội vàng khai báo mấy câu rồi cúp điện thoại bước nhanh đuổi theo nhẹ nhàng linh hoạt chặn đường của tôi tôi phiền chán bước qua phía bên cạnh một bước anh ta liền bước theo nửa bước động tác vân đạm phong khinh nam nam à anh sẽ mua cho em một căn hộ anh sẽ chu cấp hàng tháng cho em trần minh viễn trả em bao nhiêu anh trả gấp đôi em không cần ra ngoài đi làm nữa chỉ cần không gặp anh ta là được hay em muốn ra nước ngoài anh làm thủ tục cho em đi anh Pháp Mỹ Em muốn đi nơi nào cũng được Ngữ điệu nhẹ nhàng Anh ta ngẩng đầu xoa xoa đỉnh đầu của tôi Giống như những ngày trước Ngoan nào em nghe lời anh Mọi thứ sẽ nhanh kết thúc Không cần gượng ép bên người đàn ông kia nữa Anh nghĩ rằng Tôi còn là một cô bé Luôn hy vọng anh là một chàng hoàng tử sao Trịnh Vân Tùng Tôi khuyên anh Anh không nên tìm đến tôi nữa và cũng không nên có ý tâm với tôi nữa. Có lẽ anh không biết. Trần Minh Viễn cực kỳ ghét người khác dây dưa với người đàn bà của mình. Không phải em đã từng nói có anh ở đây là sẽ còn có em hay sao? Em đã từng nói anh là nhà. Đúng, đúng, đúng. Tôi từng nói như thế. Nhưng không phải anh có một ngôi nhà rồi sao? Anh vẫn muốn có thêm ngôi nhà nữa à? Tôi cười nhạt. Chị Vân Tùng nhíu mày. Tôi tiếp tục nói. Anh cho rằng tôi vẫn còn ngu như vậy sao? Mấy năm kia tôi dùng tình yêu để bên anh thì anh lại biến tôi thành một người thứ ba. Trần Vũ Yến nói đúng. Tôi không còn yêu anh nữa. Mà ngược lại, bây giờ tôi rất hận anh. Hận anh vô cùng. Những gì anh muốn, hiện tại anh cũng làm được rồi. Vì vậy cũng đừng xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Tôi cũng sẽ không đi quấy dày cuộc sống của anh. Chúng ta cũng không nên tiếp tục có bất kỳ vướng mắc nào. Xin anh đấy, để cho tôi yên. Từ lúc bước sang tuổi 18, cho tới cuối cùng tan vỡ, tôi đều đem tất cả tình yêu ngây thơ nhất cho người đàn ông này. Cho đến khi sự thật được phơi bày, tôi đã đau đớn đến quyệt quệ. Nếu không phải có Trần Minh Viễn dạy tôi sự tàn nhẫn, thì tôi nghĩ mình vẫn còn để bản thân của mình nặng lòng rất nhiều. Cho dù ấy, tôi có phủi sạch quan hệ với Trần Minh Viễn, cho dù tôi có nghỉ việc tôi cũng sẽ không bao giờ tiếp tục quay trở về bên anh nước đã hất đi rồi không ai hốt lại được đâu em nói đúng nước đã hất đi rồi thì không hốt lại được nhưng mà gương vỡ rồi thì có thể lành lại được cái gương ấy à cho dù có dán lại vĩnh viễn cũng để lại một vết xước không thể xóa sạch cho dù có được phục hồi tốt thế nào cũng không thể nào quay lại tốt đẹp như lúc ban đầu. Huống chi tình cảm con người. Bản thân của tôi, một khi tôi đã hận ai thì đến chết tôi không muốn gặp lại họ. Nếu như anh nói, anh thật lòng muốn em đợi anh, muốn em ở bên cạnh anh. Em có tin anh không? Trịnh Vân Tùng lặng lặng nhìn tôi, vẻ mặt thật sự có chút nghiêm túc. Vậy nếu như tôi nói, lúc này tôi chỉ muốn lấy một con dao và giết chết anh liệu anh có tin tôi không dưới cái giễu cợt chia cười của tôi trịnh vân tùng càng không kiềm chế được cảm xúc nam nam à anh có thể rời đi tôi không muốn lãng phí thời gian nữa tôi khoanh tay nói thật lâu sau trịnh vân tùng mới ngước mắt nhìn tôi nhìn thật lâu nếu anh đi em sẽ đi cùng với anh chứ Tổng giám đốc Tùng, anh trở nên khờ khạo từ bao giờ vậy? Nếu tôi trở về với anh, vậy anh sẽ ly hôn để kết hôn với tôi à? À mà quên, trước khi anh nói với tôi rồi, chỉ cần nửa năm nhỉ, nửa năm anh sẽ ly hôn. Nhưng bây giờ là hơn một năm rồi đấy. Bởi vì anh có chút chuyện của công ty. Anh tưởng tôi không biết á. Anh đang cần Trần Minh Viễn giúp đỡ công ty của anh được hưởng đặc quyền, giống như tập đoàn Lander có thể phát triển một cách thuận lợi nhất cứ cho là như vậy đi nhưng về tình yêu em nên biết anh thật lòng yêu em chứ anh nhớ đã từng nói với em rằng tình yêu và hôn nhân là hai chuyện khác nhau và tôi cũng nhớ rõ rằng anh đã từng nói với tôi anh sẽ không yêu bất kỳ một người phụ nữ nào ngoài tôi tôi gắt gao nhìn anh ta nhưng mà sau đó anh lại có một cô vợ từ nước ngoài trở về và cô ta đến dằn mặt tôi trịnh vân tùng tôi cảm thấy được không cần phải nhắc tới chuyện sửa chuyện xưa nói ra à chỉ có thể biến tôi làm trò hề nam nam à bây giờ tôi xin anh anh đừng tiếp tục thảo luận với tôi vấn đề này nữa đều là quá khứ hết rồi anh xoay người đi anh đi khỏi nơi này đi giữa chúng ta coi như hoàn toàn kết thúc đó là điều tôi muốn vào cái thời điểm này em muốn nhưng anh không thể Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì? Tại sao anh không chịu buông tha cho tôi? Anh có nhiều phụ nữ như vậy, thiếu tôi bất quá, chỉ là chuyện có cũng được, mà không có cũng không sao còn gì. Nhưng mà anh không làm được nam nam à? Đó là việc của anh, không phải là việc của tôi. Không nhìn tới vẻ mặt của Trịnh Vân Tùng nữa, tôi phả ra một đoàn sương mù màu, màu trắng, lập tức xoay người bước đi. Như đã nói hết rõ ràng rồi, tôi không cần thiết phải lưu lại nữa nhưng tôi lại không ngờ. Hôm nay anh ta giống như một con đỉa bám lấy tôi không rời, lập tức đuổi theo, bàn tay to mạnh mẽ gắt gao nắm lấy cổ tay của tôi, không cho tôi kháng cự. Trên thế giới này, cũng không phải em muốn làm cái gì thì em làm được cái đó. Em cho là có được thành công đơn giản như vậy sao? Nếu anh chỉ là một tên ăn xin đầu đường, trong mình không có một đồng xu nào. Liệu em ngày đó, em có yêu anh không? Trong đôi mắt thâm thúy của anh ta như muốn dì máu Anh ta hung hăng nắm lấy cổ tay của tôi Không hề bận tâm xem là tôi có đau hay không Em cho là tình yêu Không có cơ sở kinh tế Thì có thể duy trì được bao lâu Ngay từ lúc mới bắt đầu Em có biết Anh chỉ là một thằng nhà quê nghèo kiết xác Không tiền không địa vị Cuộc sống sinh hoạt Ngày một bát phở cũng không dám ăn Sau này quen Trần Vũ Yến anh bị mọi người cười nhạo và khinh thường là bám vào nhà vợ em có biết những lời nói đó nó ác độc thế nào không anh yêu em anh đều muốn làm cho em vui cái gì cũng đưa đến mặt em như vậy còn chưa đủ chân thành hay sao tôi im lặng không đáp lại nữa bản thân muốn thoát khỏi sự giam cầm của anh ta lại không có kết quả cuối cùng bất quá tôi chỉ thản nhiên ngẩng đầu đón nhận ánh mắt tối tăm của anh. Anh không cần phải tỏ ra tức giận như vậy. Thế này nhá, anh thử liệt kê xem. Anh cho tôi bao nhiêu, tôi trả lại cho anh. Anh yên tâm đi, một xu cũng không thiếu. Tôi gạt tay Trịnh Vân Tùm. Còn tôi, tôi thích ai, tôi sống cùng với ai là quyền tự do của tôi. Chúng ta sớm đã là người xa lạ, chuyện của tôi không phiền anh tới soi mói mong rằng anh hãy nhớ cho thật kỹ nam nam à em tôi nhìn thái độ của trịnh vân tùng nói thật lúc này trong lòng cảm thấy không thoải mái anh ta có tư cách gì mà quản thúc tôi cái biểu cảm này giống như kiểu tôi là người phản bội và lừa dối anh ta vậy xem ra thật sự anh hiểu em chưa đủ rồi chỉ cần một trần minh viễn thế nhưng lại làm cho em cam tâm tình nguyện làm người tình của anh ta nam nam từ khi nào mà em trở nên khôn khéo như vậy, liền biết cách trèo cao như thế. Mặc cho anh hào tâm, bao nhiêu tốn công sức cũng không bao giờ được động em, thì ra Trần Minh Viễn mới là nguyên nhân. Em cho là người đàn ông khác còn có thể giống như anh ta, dung túng em, đối xử với tốt với em sao? Mới có một thời gian ngắn, anh ta đưa em vào chính phủ, em liền mặc định anh ta là vương giả cuộc đời mình. Tô Nguyệt Nam Em cũng biết, anh ta là một người rất thủ đoạn và tàn nhẫn cơ mà. Tôi nói lại một lần cuối cho anh nghe nhé. Và hy vọng không còn lần sau nữa. Bất kỳ một người đàn ông nào cũng có thể để cho tôi đối phó cả đời. Nhưng mà ngoại trừ anh. Tôi cũng không khách khí đáp trả lại. Dù sao đối với việc Trịnh Vân Tùng chế giễu mình, tôi không phải là không nghĩ tới. Có điều trước khi anh hưởng, bây giờ một chút cũng không anh nói đúng tôi thích trần minh viễn vô cùng thích còn nữa tôi cũng thích trở thành chị dâu của anh em tô nguyệt nam em không cần cố làm ra mình mạnh mẽ như vậy trịnh vân tùng khóe miệng nâng lên một nụ cười ôn hòa giống như ánh mặt trời kia làm cho tôi càng cảm thấy lạnh thấu xương đáy mắt cũng hiện lên những đốm lửa mà anh ta thì điềm nhiên nói với tôi vậy anh sẽ chờ xem trần minh viễn rút cuộc cho em cái gì mà khiến em có thể sẵn sàng không quan tâm đến anh con người anh ta có quá nhiều thứ em không thể nào hiểu được đâu được rồi tôi nghĩ anh nói xong rồi đấy bây giờ anh nên quay về với vợ của mình tôi dứt khoát căn đứt cuộc trò chuyện với trịnh văn tùng nói xong bản thân cũng xoay người rời đi không hề quay đầu lại liếc nhìn anh ta lấy một cái cũng không bận tâm Tôi trở về nhà vừa đặt mông xuống ghế sofa, tiếng chuông điện thoại kêu réo rắt, khiến cho tôi giật mình. Nhìn người gọi đến là Linda. Tôi thở dài, không cần đoán, tôi cũng biết cô ấy gọi cho tôi đi party một trận. Vốn dĩ bản thân không có ý định đi, nhưng mà nghĩ lại suốt cả ngày, bị anh em nhà họ Trần kia làm cho đầu óc căng thẳng. Khuây khỏa một chút, chắc là không sao. Tôi nhắn lại cho Linda một tin là kêu cô ấy gửi địa chỉ cho tôi tôi cũng lưỡng thững tiến về phía nhà tắm. Sau đó chọn cho mình một chiếc váy hai dây màu đen bó sát, chân đi đôi giày cao gót cùng màu, trang điểm tinh xảo đầy quyến rũ. Một vẻ đẹp phải nói là hoàn toàn khác với sự nghiêm khắc mỗi khi đi cùng với Trần Minh Viễn. Tám rưỡi, quán ba đông nghịt người, phòng thuê kín chỗ không đủ để phục vụ. Tôi bước vào bên trong, tiếng nhạc sập sình, đủ thể loại người. Nhưng đa số là những người trong giới truyền thông và giải trí Ngó nghiêng thì cũng nhìn thấy người quen biết Tôi hờ hững mỉm cười với họ Lúc này trong đám đông Vang lên tiếng gọi quen thuộc Tôi bước lại Cả người đổ phịch xuống dưới ghế Cầm lấy ly cốc tai mà cô ấy đưa cho Vẻ mặt hời hợt Nhìn cô dạo này tâm trạng tốt nhỉ Linh Đà mới lắc đầu Người cô ấy lắc lư theo điệu nhạc Mái tóc son dài bồng bềnh đung đưa bên nọ bên kia Hét lớn trong tiếng nhạc Không, nhưng cũng không còn buồn Gần đây công việc cũng khá bận rộn Không giống như trước nữa Tôi gật đầu không đáp lại nữa Mà một mình ngồi thưởng thức đĩa hoa quả trên bàn Mệt mỏi chìm trong suy nghĩ của riêng bản thân Cho đến khi Phía bên kia Bà vai được một cánh tay khoác lên Tôi mới trở về với thực tại Tôi nghiêng người nhìn sang Ánh mắt chạm phải cánh nhìn của Hoàng Văn Minh Ơ, Phó Tổng Anh cũng ở đây à Em ăn tối chưa? Tôi mời em ăn cơm được chứ? Hoàng Vân Minh nhẹ giọng lên tiếng đề nghị, lịch sự và nhã nhặn. Tôi nhìn anh ta lắc đầu khéo léo. Thật ngại quá, tôi ăn rồi. Vậy cùng đi xem buổi hòa nhạc đi. Tối nay có một buổi hòa nhạc ở phố đi bộ, rất vui và náo nhiệt. Vậy á? Có vui thật không? Tôi đã bao giờ nói dối em chưa? Hình như là chưa. Thôi được rồi, nếu anh đã có lòng Tôi từ chối hình như cũng không đúng Suy nghĩ một hồi Tũng gật đầu đồng ý với Hoàng Văn Minh Ngồi uống rượu thêm một lúc Cả hai chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài Chín rưỡi đêm Phố đi bộ đông nghịt người Có người đứng, có người ngồi Người hò hét theo giai điệu phía trên sân khấu Dầm dàn đến mức Nói chuyện với Hoàng Văn Minh Tôi phải hét thật lớn Tôi không nghĩ lại đông như thế này Hay là thôi Chúng ta đi về đi em cứ bám chắc lấy tôi, tôi sẽ đưa em đi." Tôi mím môi thở dài, cả người bị người chen chúc đến khó thở, cũng may người đàn ông này đi cùng tôi đã kéo tôi thoát ra được, tiến về phía ghế vé của mình. Buổi hòa nhạc có sự góp mặt của rất nhiều người nổi tiếng, trong đó cũng có một người tôi khá là thần tượng, nên sự nhàm chán cũng bị gạt đi. Chỉ là tôi không ngờ, trong lúc tôi đang chăm chú thì hoàng văn minh lại nghiêng người hỏi tôi từ khi chuyển vào chính phủ em dường như trở nên rất bận rộn nhỉ ừ một chút trần minh viễn đi đâu thì em phải đi theo anh ta như thế cô nguyệt nam này em không đồng ý chuyện làm bạn gái của tôi là vì em yêu cậu ấy rồi có đúng không anh nghĩ như vậy à đúng tôi nhìn thấy ánh mắt của em dành cho cậu ấy không đơn giản chỉ là cấp trên và cấp dưới. Kể cả hành động hết mình của em. Tôi không giải thích, cũng không đáp lại. Ánh mắt cũng không nhìn vào Hoàng Văn Minh. Thật ra không phải là tôi đang sợ, đang né tránh. Mà tôi chỉ không muốn ai biết hay là nhìn chúng và khẳng định được tâm tư của tôi. Với Trần Minh Viễn, tôi thừa nhận mình xuất hiện tình cảm. Tôi thừa nhận tôi thực sự thích anh thừa nhận bản thân muốn vì anh mà phấn đấu rất nhiều. Anh không phải là một người dịu dàng mang theo nụ cười tỏa nắng, nhưng lại lặng lẽ chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong tôi. Anh không phải là một người có bờ vai để người khác an tâm dựa vào, mà cuộc sống của anh đều là gian xảo và mưu mô. Nhưng tôi lại thích anh, vô cùng thích anh. vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 10 của bộ truyện Nhiều năm về sau của anh và em của tác giả Lê Tuyết Và sau khi lắng nghe xong thì Tâm An đã nghe được một lời thú nhận của cô gái Nam rồi Cô ấy đang thú nhận rằng là cô ấy vô cùng vô cùng thích Viễn Liệu rằng Viễn có thích cô ấy không? Hay là trái tim cô ấy luôn luôn mổ quáng để tin vào những lời nói mật ngọt của đàn ông Trước đây mà khi yêu Tùng ấy, thì cô ấy cũng tin và hy sinh cho anh ấy suốt từ năm 20 tuổi đến năm cuối 27 tuổi. 7 năm dòng dã theo đuổi và tin tưởng một người đàn ông nhưng cuối cùng lại bị phụ bạc và xem mình là một người đàn bà thứ ba Liệu bây giờ đối với Viễn, anh ta sẽ như thế nào đây? Câu trả lời sẽ có trong tập 11. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 11 vào buổi trưa ngày mai. Ở tập 11 thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những cái tình tiết mới nhất về đứa con của Viễn. Vì sao không phải là con ruột của mình mà Viễn lại quan tâm và chăm sóc như vậy. Và bí mật này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị ngày mai. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.